khác biệt giữa kẻ thất bại và người chiến thắng. Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao có những người càng ngày càng thăng tiến trong công việc, mua nhà, mua xe, sống trên đỉnh cao danh vọng, còn bạn thì vẫn luôn dậm chân tại chỗ? Bạn nghĩ rằng họ may mắn ư? Bạn nghĩ chỉ vì họ có người nâng đỡ và hậu thuẫn đằng sau? Thế nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng tất cả sự thành công trên cuộc đời này đều xuất phát từ những nỗ lực? Bạn sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ cho bạn không thiếu thứ gì, nhưng nếu bạn không biết sử dụng nguồn lực đúng cách thì mọi thứ cũng đổ sông đổ bể. Vậy sự khác biệt giữa kẻ thất bại và người chiến thắng là gì? Khi bắt đầu, chúng ta cần có đam mê. Xong, để trở thành người chiến thắng, bạn cần làm mọi thứ một cách tốt nhất. Tình yêu dành cho công việc là quan trọng, nhưng nếu hàng nghìn người cùng làm một việc theo cách giống nhau, bạn sẽ khó chiến thắng. Bạn nghĩ rằng nếu không làm tốt, người khác sẽ làm thay tôi. Hãy nhìn các tỷ phú tự thân trên thế giới. Họ luôn bắt tay vào những công việc nhỏ nhặt nhất khi bắt đầu, xây dựng một chiến lược bằng tư duy, và cho đến khi thành công, họ vẫn đặt ra cho mình những công việc mà không ai có thể làm thay họ. Không bao giờ hài lòng với bản thân, sáng tạo trong cách thực hiện, luôn tin vào linh cảm của chính mình là những điểm thường thấy ở người chiến thắng. Hãy nhớ rằng thành công là cuộc marathon, không phải chạy trước rút. Nếu bạn không thể gắn bó lâu dài với công việc, bạn sẽ không thể trở thành người chiến thắng. Bởi vì để thành công, chúng ta cần nỗ lực cả đời. Một tinh thần vững vàng, kiên định là rất tốt. Thế nhưng, nếu quá cho mình cái quyền mọi thứ đều đúng, thì bạn sẽ rất dễ thất bại vì sự bảo thủ của mình. Hãy lắng nghe người khác, nhưng chỉ tin vào linh cảm của mình. Quyết định đúng là chìa khóa của thành công. Ngày nay, mọi người đều có thể tiếp cận với những nguồn thông tin giống nhau. Vì thế, mọi sức chơi này là bình đẳng. Bạn hoàn toàn có 100% phần thắng. Điều quan trọng nhất là quyết định của bạn. Có không ít những người giỏi hiện hữu xung quanh bạn, nhưng bạn là một ông chủ, bạn phải chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình. Vì thế, hãy tin vào linh cảm của bản thân. Thành công là xây dựng mối quan hệ, trải nghiệm, dám thực hiện thay vì chỉ ước mơ. Ý tưởng không được thực hiện coi như không tồn tại, gọi là ý tưởng vì nó chỉ là suy nghĩ. Mỗi người đều có thể nghĩ ra chúng. Tuy nhiên, sự khác biệt duy nhất chính là những gì bạn làm, thực hiện và truyền tải. Nếu mọi người đều làm cùng một cách, hãy làm cách khác. Tại sao những người muốn thành công đều tận dụng truyền thông xã hội hay bất kỳ loại hình nào của tiếp thị số? Bạn không thể chiến thắng mà chỉ có thể giải quyết vấn đề đó. Nếu bạn sử dụng những công cụ giống nhau và làm mọi thứ theo cùng một cách, thì mọi người đều như nhau, không có người chiến thắng. Người ta nói về giá trị của thất bại vì nó gây ra nỗi đau. Nếu thất bại đủ làm bạn đau đớn, bạn sẽ nhận ra những sai lầm, học hỏi từ đó và không bao giờ mắc lỗi tương tự. Bạn sẽ mạnh mẽ, khôn ngoan hơn. Nhưng chẳng điều gì thay đổi nếu bạn không cảm nhận được nỗi đau từ thất bại. Bạn không nên sợ thất bại và mắc lỗi. Tất cả là đã đi đến chiến thắng. Mỗi chớm, tổ chức hay công ty đều chỉ có một nhà lãnh đạo đứng đầu. Bạn có thể là người đó hoặc không. Bạn không sai khi theo dõi người khác. Nhưng nếu là người theo dõi mà lại nghĩ mình là một nhà lãnh đạo, thì bạn đang ảo tưởng. Muốn thành công, trước tiên hãy xác định rõ vị trí của mình. Hoặc nếu bạn đang không ở vị trí mà mình mong muốn, bạn vẫn có thể đạt được nó bằng trình độ, sự nỗ lực và chiến thuật của mình. Mọi người đều mong muốn nhận được nhiều sự quan tâm và người theo dõi, đồng thời cũng sợ sai phạm hoặc gặp những điều tiêu cực. Khách hàng hay đối tác của bạn là những người không coi trọng khái niệm hay nội dung. Họ coi trọng giải pháp thực tế và sáng tạo. Vì vậy, hãy nhớ rằng, chiến thắng là khi bạn gặp vấn đề nan giải và bạn đưa giải pháp tối ưu cho nó. Tư duy chỉ có ý nghĩa khi nó dẫn tới hành động. Vì chiến thắng là hành động, không phải tư duy.